Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế cho rằng một chế độ dinh dưỡng cân đối hợp lý sẽ cung cấp đầy đủ năng lượng, các vi chất cần thiết cho các sĩ tử. Đồng thời, kết hợp lối sống nếp sinh hoạt khoa học sẽ đảm bảo có một sức khỏe tổng thể tốt, giúp trí não tỉnh táo, nhận thức và tư duy nhanh. Theo đó, các bậc phụ huynh nên ưu tiên bổ sung những loại thực phẩm sau để các sĩ tử có một sức khỏe tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử Tài tiếng nói Việt Nam, pov vn. Trứng. Quan niệm kiêng trứng vì sợ điểm thi giống quả trứng đã khiến sĩ tử có thể thiếu nhiều chất dinh dưỡng. Vì trứng hoặc trứng vịt lộn là món ăn rất giàu protein, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều. Mỗi ngày nên ăn một quả vào buổi sáng hoặc bữa phụ buổi chiều không nên ăn vào buổi tối. Cá không những là nguồn cung cấp đạm mà còn cung cấp các axit béo hay còn gọi là omega có lợi cho hệ tim mạch thần kinh. Các loại cá thu, cá basa, cá trích nên có trong thực đơn dinh dưỡng của sĩ tử mùa thi để hỗ trợ việc tư duy và sự ổn định sức khỏe. Ngoài ra, mùa hè có thể ăn thêm canh cua, ngao hoặc hến là nguồn cung cấp đạm và chất khoáng rất dồi dào. Nước, nước rất tốt cho bộ não bởi 80% bộ não là nước. Vì vậy mỗi ngày các sĩ tử cần uống từ 2 tới 2,5 lít nước để bổ sung thêm nước cho cơ thể nên ăn thêm những loại rau củ, hoa quả nhiều nước như dưa chuột, dưa hấu, các loại tảo biển, sâm. Các loại quả nên cung cấp các loại quả có màu vàng hay đỏ để cung cấp vitamin A có lợi cho mắt, chẳng hạn như cam, quýt, táo, dưa hấu, cà chua, cung cấp vitamin A, lutein có lợi cho đôi mắt vào buổi tối nên ăn từ 1 tới 2 quả chuối để cung cấp thêm vitamin, khoáng chất và serotonin giúp ngủ tốt. <laughs> nấm Nấm là loại thực phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp chất đạm, chất béo, carbon hydrate và vitamin. Khi ăn các món được chế biến từ nấm, cơ thể sẽ dồi dào năng lượng để việc học trở nên hiệu quả hơn. <laughs> trà xanh. Nếu muốn tăng cường sự tập trung, trà xanh là một trong những sự lựa chọn tốt nhất để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày, vì chất flavonoid chứa trong trà xanh được chứng minh có thể giúp cải thiện sự chú ý và trí nhớ. Sữa, sữa chua. Sữa cung cấp nhiều năng lượng, có thể uống một ly sữa trong bữa đêm hoặc các bữa ăn phụ giúp tăng cường năng lượng và chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ăn từ 1 tới 2 hộp sữa chua mỗi ngày để cung cấp thêm lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt và bảo vệ đường ruột, hệ miễn dịch. Mật ong, long nhãn, vị ngọt tính bình có công dụng bổ hư, nhuận táo, giải độc, được mệnh danh là tinh của trăm hoa. Mật ong rất giàu chất dinh dưỡng, trong đó đặc biệt là có chứa nhiều loại men, axit amin, các vitamin và nguyên tố vi lượng rất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh trung ương, qua đó cải thiện khả năng ghi nhớ. Long nhãn, vị ngọt, tính ấm có công dụng ích tâm tỳ, bổ khí huyết, kiện não ích trí, lau nhãn có ích cho trí tuệ. Ngoài những thực phẩm nêu trên, các sĩ tử cũng tránh một số các loại thực phẩm có hại cho cơ thể, cho bộ não, đó là các thực phẩm có chứa nhiều chất bột, đường, chất béo như nước ngọt, bánh kẹo hoặc các loại bánh tiêu, quẩy, nem chua rán, bánh khoai, chuối, ngô, phô mai que, bim bim. Cách ăn uống hợp lý cho sĩ tử mùa thi. Theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì tuyệt đối các em không được bỏ bữa sáng. Điều đó rất nguy hiểm. Sau một đêm dài, cơ thể bị bỏ đói. Chỉ khi được nạp năng lượng thì đầu óc mới có thể minh mẫn để tập trung ôn luyện. Không nên ăn đến khi thấy cảm giác quá no ở các bữa ăn chính, chỉ ăn no khoảng 80%. Nếu bữa nào các em cũng ăn quá no, máu sẽ tập trung về dạ dày và ruột để tiêu hóa lượng thức ăn thừa, nên sẽ giảm lượng máu lên não, dẫn tới buồn ngủ, do đó khả năng tiếp thu bài vở sẽ giảm sau ăn từ 30 tới 60 phút mới được học. Thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi, đi dạo nhẹ nhàng, hít thở sâu, theo dõi hơi thở để không nghĩ ngợi, cho não thực sự được nghỉ. Cận ngày thi, các em không nên ăn các thức ăn lạ khó tiêu hóa hoặc những loại thức ăn đã từng gây rắc rối đối với bản thân trước đây, nên tránh ăn thức ăn đường phố đến mức thấp nhất vì rất có thể các em sẽ bị ngộ độc. Quý vị và các bạn thân mến, những loại thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe răng miệng sẽ là chủ đề chính trong mục thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.